Và chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng ta sẽ đến với Tết Nguyên Đán của năm 2022. Và bạn đã mua gì về cho mẹ chưa? Nếu chưa, hãy click vào đường link phía bên cạnh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bản tin công nghệ tuần 3 tháng 1. Intro. Theo nhiều nguồn tin cho biết, thì trong năm 2022, Apple sẽ cho ra mắt dòng AirPods Pro 2 với nhiều tính năng đổi mới so với dòng trước. Với thiết kế nhỏ gọn hơn và được loại bỏ phần dưới tai nghe, khá là giống với một sản phẩm mà Apple đã cho ra mắt vào tháng 6 năm ngoái, Beats Studio Buds. Ngoài ra sẽ có một con chip hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với con chip H1 trong dòng tai nghe đời cũ. Sẽ có một số tính năng nâng cấp tạo nên sự khác biệt của dòng AirPods Pro 2, chính là cảm biến theo dõi thể chất giống với Apple Watch và Conversation Boost cho phép tăng giảm âm lượng khi giao tiếp. Kèm theo đó chính là case cũng sẽ có khả năng chống nước. Với quyết tâm lấy lại vị thế dẫn đầu, thì tập đoàn Intel đã chi 30 tỷ để mua lại công ty con của AMD là Google Foundry. Động thái này của ông lớn Intel cho thấy việc muốn đẩy mạnh việc sản xuất chip của ngành công nghệ cho toàn cầu. Trước đó, Intel cũng cam kết đầu tư hơn 20 tỷ USD trong năm 2021 nhằm mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Mỹ trong bối cảnh nguồn cung đang cạn kiệt dần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên thì Global Foundry vẫn chưa có động thái tích cực với việc Intel đàm phán mua lại. Giống như Intel thì công ty này cũng đang cố gắng mở rộng phạm vi sản xuất của mình trong bối cảnh toàn cầu đang thiếu hụt chất bán dẫn. So với dòng tai nghe AirPods Pro 2 có thể sẽ được ra mắt vào cuối năm nay, thì ngay tại quý 1, Apple sẽ cho ra mắt hai dòng sản phẩm mới, đó chính là iPhone SE 3 và iPad Air 5 có thiết kế của iPhone 8, nhưng với cấu hình mạnh mẽ có thể sánh ngang với các dòng iPhone đời mới. iPhone SE 3 năm nay cũng vậy, vẫn nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ nhờ con chip A15 Bionic. Con chip A15 cũng sẽ được trang bị trên iPad Air năm nay và kèm theo đó chính là camera FaceTime góc siêu rộng lên đến 12 MP, hỗ trợ tính năng Sensor Stay. Đây cũng sẽ là một sự kết hợp giữa dòng iPad Mini và iPad Pro đáng mong đợi. AI Committee của Momo chính thức thành lập vào tháng 6 năm 2021 với 7 thành viên. Cả 7 người đều có rất là nhiều kinh nghiệm, đã làm việc nhiều năm trong thung lũng Silicon. Và bên cạnh đó, điều quan trọng nhất đó chính là người đã sáng tạo ra ứng dụng hàng đầu Việt Nam, Unikeys, Phạm Kim Long cũng là một phần trong số đó. Unikeys là một ứng dụng để tối ưu hóa việc gõ bàn phím theo những cách khác nhau. Phần mềm gõ tiếng Việt phổ biến nhất hiện nay trên máy tính và các thiết bị di động của người Việt, và Momo được coi là kỳ lân công nghệ mới nổi trong những năm gần đây. Cả hai đã hợp tác với nhau từ sau khi ông Long rời khỏi vị trí giám đốc của Zalo. Và đây là tất cả những tin tức hot nhất trong tuần này. Và nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like và subscribe kênh của Hello nha. Bye bye.